Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận hướng tới xây dựng hoàn thiện hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải. Quảng Trị, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng trưởng khá. Khánh Hòa, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Quảng Ngãi, hàng loạt cây cao sắp đến kỳ thu hoạch bị gãy đổ ở Sơn Tây và một số tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Với điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, khí hậu đặc trưng, khu vực sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận được đánh giá là vùng hiệu quả trong đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất để cung cấp giống thủy sản cho các địa phương trên cả nước. Vùng sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải có tổng diện tích 125 ha, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu từ khá sớm. Tại đây đã thu hút trên 140 cơ sở sản xuất giống thủy sản, chủ yếu là tôm giống, với sự hiện diện của các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu như Công ty Cổ phần Chăn nuôi CB Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Uni President Việt Nam, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Tập đoàn Việt Úc, với sản lượng sản xuất hàng năm đạt từ 13 đến 15 tỷ con giống, chiếm trên 30% tổng sản lượng giống của cả tỉnh. Ngành nông nghiệp Ninh Thuận đề ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng gắn với mở rộng quy mô diện tích lên 200 ha, phát triển theo hướng tích hợp đầy đủ các ngành công nghiệp phụ trợ như công nghiệp sản xuất thức ăn tươi sống, sản xuất vi tảo, ấp nở Artemia, hệ thống cấp nước đầu vào, xử lý nước cấp và nước thải tập trung, với kinh phí dự kiến khoảng 700 tỷ đồng. Việc mở rộng diện tích và đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải được xem là chiến lược quan trọng thúc đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại, tạo ra con giống chất lượng đem lại năng suất và giá trị cao. Hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong 9 tháng năm 2022 có mức tăng trưởng cao là tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. 9 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Trị ước tính tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn là ngành sản xuất và phân phối điện tăng rất cao do có 17 dự án điện gió mới đi vào vận hành vào cuối năm 2021. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 9 tháng năm 2022 tiếp tục ổn định và tăng mức sản lượng phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng như điện sản xuất, dăm gỗ, gỗ cưa, gỗ sẻ. Một số sản phẩm giữ mức tăng ổn định như tinh bột sắn, nước tăng lực, ván ép, xăm lốp. Trên lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 năm 2022 ước đạt 2.317 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị và các bạn, theo cam kết, chỉ còn 2 tháng nữa, tỉnh Khánh Hòa phải bàn giao 70% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để thi công tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Thời điểm này, các địa phương của tỉnh Khánh Hòa có tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua đang khẩn trương hoàn thiện các bước giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân để bàn giao mặt bằng kịp tiến độ. Phóng sự ghi nhận tại huyện Vạn Ninh, một trong 4 địa phương có cao tốc đi qua. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, tổng chiều dài tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang qua địa bàn huyện là hơn 32,2 km, có 9 xã bị ảnh hưởng với tổng diện tích giải phóng mặt bằng 254 ha, khoảng 2.919 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 327 trường hợp bị ảnh hưởng cần bố trí tái định cư. Đây là địa phương có số hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong 4 địa phương có cao tốc đi qua. Để thực hiện đúng tiến độ giải phóng mặt bằng, huyện đã quy hoạch 3 khu tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang gồm Ninh Mã, xã Vạn Thọ 6,66 ha với 171 lô, khu tái định cư đường 2 tháng 9 xã Vạn Phước 3,5 ha với 99 lô và khu tái định cư Vong Trắc Tre 9,21 ha với 161 lô. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 3 khu tái định cư. Theo đánh giá của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa mới đây, mặc dù huyện Vạn Ninh đã rất nỗ lực trong việc triển khai các công tác chuẩn bị để triển khai cao tốc, nhưng so với cam kết đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 phải bàn giao 70% mặt bằng sạch, thì khối lượng công việc còn lại rất lớn, đòi hỏi phải khẩn trương và quyết liệt hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng gom đất tách thửa, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quy hoạch sử dụng đất, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong phát triển kinh tế xã hội cũng như sinh kế của người dân. Siết chặt quản lý, cương quyết xử lý là một trong nhiều giải pháp đang được các địa phương ở tỉnh Ninh Thuận triển khai, ghi nhận tại xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Đây là đoạn cuối tuyến đường bê tông được Ủy ban Nhân dân xã Thành Hải đầu tư theo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đoạn đường này là hơn 4 sào đất trồng cây lâu năm. Nói là đất trồng cây lâu năm, tuy nhiên nhìn vào ai cũng dễ dàng nhận thấy khu đất này đã bị chủ của nó bỏ quên từ nhiều năm nay. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như con đường mà chính quyền địa phương này xây dựng không bị chủ đất đổ bê tông kéo dài qua khu đất nhà mình. Nếu trót lọt, khu đất vốn không có lối đi này sẽ biến thành đất mặt tiền. Qua kiểm tra giấy chứng nhận thì có phát hiện là cái đường bê tông. Đường bê tông là đổ tự ý, đổ đường bê tông trên đất nông nghiệp để tiến hành là tách thửa, rao bán trên mạng xã hội. Thì qua đó là chỗ chính quyền địa phương, là chỗ tôi cũng đã tiến hành tham mưu cho lãnh đạo xã, tiến hành là mời đình chỉ thi công. Tiến hành mời làm việc và đề nghị khắc phục trong vòng 5 ngày. Lúc đầu họ không phản ứng, nói chung là mình nói đây là quy định về quản lý đất đai rồi nên họ cũng phải chấp nhận thôi. Thực tế, những chiêu trò phân lô bán nền trên đất nông nghiệp hiện nay không phải là hiếm. Thưa quý vị và các bạn, nằm sát đường quốc lộ lại gần khu dân cư, những diện tích đất trồng lúa như thế này đang có nhiều dấu hiệu bị thay đổi hiện trạng. Với những người dân, việc dồn điền đổi thửa để có được những thửa ruộng có diện tích lớn phục vụ cho sản xuất là một niềm mơ ước. Nhưng với thửa ruộng hơn một sào này lại hoàn toàn ngược lại. Những cột mốc lộ giới được cấm đều thẳng tắp, một khối lượng đất nền cũng được lén lút chở đến đổ vào đám ruộng này. Mục đích của việc đổ đất sang nền thì chắc có lẽ ai cũng có thể đoán ra. Các cái trường hợp mà phân lô, tách thửa nhiều lô, và có khả năng là vi phạm cái xây dựng, vi phạm của đất đai thì sẽ có một cái danh sách riêng và cũng đã chỉ đạo bộ phận địa chính và các ngành, công an và các ngành tăng cường thường xuyên kiểm tra cái này để mà khi là có cái vi phạm manh nha ban đầu thì xử lý ngay từ ban đầu chứ không để là các cái trường hợp mà vi phạm. Thực tế, việc phân lô tách thửa trên đất nông nghiệp là hoàn toàn phù hợp theo quy định luật đất đai năm 2013. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều người sau khi phân lô tách thửa đã tự ý thay đổi hiện trạng trên đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa, để rao bán. Tại xã Thành Hải, từ năm 2018 đến nay, 18 trường hợp vi phạm đã bị xử lý, trong đó năm 2021 phát hiện 4 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc công khai công tác quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thành Hải, thì những cái biển nghiêm cấm như thế này cũng được địa phương này dựng lên tại nhiều địa điểm phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về việc thay đổi hiện trạng sử dụng đất. Rất mong là các hộ dân trong và ngoài xã khi đến là xã để mà giao dịch về đất đai thì trước mắt là phải liên hệ với là chính quyền địa phương là để chính quyền địa phương hướng dẫn và thông tin những cái vấn đề là các cái thửa đất để bà con là biết được cái thửa đất đó là đất lúa hay đất trồng cây hay là đất được xây dựng để bà con nắm được để chấp hành cho nó tốt. Xã Thành Hải có trên 650 ha đất nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa lên đến 450 ha. Thuận tiện về cơ sở hạ tầng và hệ thống thủy lợi nên địa phương này được xem là một trong những vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nước đưa về tận chân ruộng nhưng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp lại bỏ hoang hoặc chuyển mục đích khác. Đã đến lúc cần quản lý chặt tình trạng phân lô bán nền trên đất nông nghiệp. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ninh Thuận sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa và vườn quốc gia Phước Bình. Nơi đây có các loại động vật thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới. Song song với nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu đa dạng sinh học, Ninh Thuận đang tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái thu hút du khách. Theo đó, Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch biển, du lịch rừng, du lịch nghiên cứu khoa học, du lịch giáo dục môi trường và tham quan nghỉ dưỡng nhằm tạo ra các sản phẩm độc đáo khác biệt,
Việc phát triển này tuân theo nguyên tắc không làm thay đổi cảnh quan, không gây tác động xấu đến tài nguyên, động thực vật hoặc làm giảm tính đa dạng sinh học, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển bền vững đối với bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa bản địa và các di tích lịch sử. Cùng với đó, tỉnh tập trung liên kết các điểm đến giữa khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, Vườn Quốc gia Phước Bình với các danh lam thắng cảnh làng nghề truyền thống, đồng thời tăng cường liên kết hợp tác với các vùng miền, đẩy mạnh giới thiệu quảng bá hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường du lịch để thu hút du khách. Tại tỉnh Đắk Nông, hoạt động khuyến học khuyến tài đã góp phần tích cực trong đổi mới căn bản giáo dục, tôn vinh gương sáng hiếu học, tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, phong trào thi đua học tập chuyển đổi số trong giáo dục. Các cấp hội trên địa bàn tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào vận động gây quỹ, chia sẻ khó khăn, tiếp bước đến trường cho các em học sinh nghèo, lan tỏa giá trị nhân văn, truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh. Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có gần 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại gần 500 em được nhận học bổng thông qua 3 nguồn hỗ trợ khác nhau gồm Quỹ khuyến học tỉnh, chương trình hỗ trợ của công ty Viettel Đắk Nông và Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, đối với 170 em học sinh thuộc các xã vùng biên giới được hỗ trợ học bổng Vì Em Hiếu Học do công ty Viettel Đắk Nông tài trợ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Các suất học bổng theo một số chương trình khác trị giá 1 triệu đồng. Trong thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp hội, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để có thêm nhiều em học sinh được hỗ trợ học bổng đến trường. Hoạt động khuyến học khuyến tài trên địa bàn hướng đến xây dựng xã hội học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc trong bối cảnh khó khăn, thách thức ảnh hưởng đại dịch và đổi mới giáo dục. Hoạt động hội khuyến học thắp sáng niềm tin cho rất nhiều em học sinh nghèo. Các em có điều kiện vươn lên trong học tập, ra sức thi đua phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Tại tỉnh Quảng Ngãi, sau bão số 4, nhiều vườn cao trên 10 năm tuổi sắp đến kỳ thu hoạch của đồng bào dân tộc Ca Giòn, huyện Sơn Tây bị gãy đổ. Những mảnh vườn trăm triệu ở Sơn Tây tan hoang. Vườn cao hàng trăm cây trên 15 tuổi của gia đình anh Đinh Văn Chẻ ở thôn Gò Lã, xã Sơn Dung, bị bão quật ngã la liệt. Cao xanh tốt, buồn chia chít trái non đều bật gốc hoặc gãy ngang thân, xó của. Anh Trẻ tìm xem có buồn cao nào bán được cho thương lái để vớt vát ít đồng. Thế nhưng, cao còn quá non. Cây ở đây toàn là cây lâu năm, mà ông già trồng để lại. Giờ mình muốn trồng lại mình rất là khó. Giờ mặt trăng giống mình lấy chỗ mà trồng lại cũng không có nữa. Giờ trái thế này thì chắc làm sao nữa. Giờ bà con rất là buồn. Những vườn cao ngã đổ đang cho quả, giá cao lại tương đối cao. Bao dự tính lấy nguồn kinh phí từ cao để mở rộng làm ăn, lo cho con cái học hành đã không còn. Xã Sơn Dung, trong cơn bão số 4 vừa qua có hơn 1.000 cây cao ngã đổ. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng tăng cường lực lượng xuống hỗ trợ cho bà con khắc phục cái hậu quả, và trong thời gian đấy thì cũng khuyến khích bà con là trồng lại cái diện tích cao mà đã bị thiệt hại. Đồng thời thì cũng kính đề nghị cấp trên xem xét có cái nguồn kinh phí để mà hỗ trợ cho bà con, hỗ trợ giống cao cho bà con để mà khôi phục lại cái diện tích đã bị thiệt hại. Những năm gần đây, cao có giá có lúc lên đến trên 40.000 đồng một kg. Đồng bào ở xứ sở ngàn cao xem đây là nguồn thu nhập chính. Bão số 4 đi qua gây cho hàng ngàn cây cao ngã đổ, khó khăn chậm chốc cho nhiều người dân nơi thủ phủ ngàn cao. Thưa quý vị và các bạn, với việc dồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đến nay 100% thôn xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đều có đường ô tô đến tận nơi. Tuy nhiên, do điều kiện còn nhiều khó khăn, nguồn vốn còn hạn chế, nên đến nay tại một số địa phương vẫn còn tồn tại những cây cầu treo xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là cây cầu treo bắc qua sông Cái thuộc địa phận thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình, huyện Bắc Ái. Qua nhiều năm sử dụng, dưới tác động của nắng, mưa, nhiều thanh gỗ đã mục gãy, tạo ra nhiều lỗ hổng rất nguy hiểm. Để hạn chế những khoảng trống trên mặt cầu, người dân địa phương phải lấy những cây gỗ tạm để gá vào chỗ hổng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời và rất nguy hiểm nếu người dân đi qua không cẩn thận. Có nhiều dáng đồ bây giờ là nó đâu còn gì nữa đâu, cư dân rồi cứ lâu lâu cái người xách miếng hai miếng tới lót để đi đỡ thôi, tạm thời thôi chứ. Cáp này nè,
đó nó nối ngoài kia kia, mà bây giờ đó nó bứt ra một đoạn đó, bây giờ nó nối nó khúc lại để đỡ thôi, chứ nó lắc như cái giỏng đó mà. Một lần qua cầu ai cũng không có sợ, không biết là rớt xuống dưới hồi nào cũng không may. Những tấm ván mục, những con bu lông đứt gãy, những dây vàng rỉ sét, đây là thực trạng chung của cả hai cây cầu treo ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái. Không ít vụ tai nạn đã xảy ra, thậm chí có người rơi xuống sông phải đưa đi cấp cứu. Biết đi qua những cây cầu treo xuống cấp này là nguy hiểm, nhưng người dân ở đây cũng không còn lựa chọn nào khác. Vì cuộc sống, kinh tế của người dân nơi đây phụ thuộc toàn bộ vào các rẫy chuối, rẫy bắp bên kia sông. Đi bữa giờ té mấy người rồi. Có người rớt xuống cầu, có người thì gãy hết cái gương xe, có người gãy lưng đi bệnh viện. À, mấy đứa nhỏ, con của em đi học á, đi chạy qua đây là em dừng xe lại đi không được, tại vì em sợ té. Hồi bữa có người té ở đây nè, gãy cái kính luôn. Còn thằng bé định rớt xuống dưới luôn á. Cầu thì trời ơi, đi nói chung á thì ai cũng sợ hết. Mong muốn được một cái cầu sắt để mấy đứa con đi học á. Tại vì mọi người cũng đi làm mà, đi đường này, đi qua sông, qua nước đâu có được đâu. Tình trạng xuống cấp của hai cây cầu treo ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái đã được người dân nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền. Tuy nhiên, do là huyện nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy việc sửa chữa lớn hoặc xây cầu mới thay thế cầu treo đối với huyện Bắc Ái cũng là điều rất khó. Thậm chí ngay cả việc sửa chữa nhỏ cũng không có kinh phí. Kinh phí cũng gần hai cầu cũng gần 4 tỷ, rất là lớn. Mà ngân sách địa phương thì của xã thì cũng không có hạn hẹp, cũng không có sớm để khắc phục trước mắt cho bà con đi lại được. Về phía địa phương thì cũng vận động người dân chấp vá những cái ván tạm dụng mà được từ rừng về, chấp vá lại đi đỡ thôi. Nhưng mà thời gian thì nó cũng không đảm bảo được, cũng đã sửa rất là nhiều lần rồi. Không đảm bảo được thì để mà cái tính cấp bách, để bảo đảm cái tính mạng an toàn cho người dân, đặc biệt là trong cái mùa lũ mưa gió, thì sớm kiến nghị với ban huyện, các ngành liên quan quan tâm xem xét để tạo điều kiện hỗ trợ lại làm lại hai cái cầu cho bà con để yên tâm trong cái sản xuất. Tỉnh Ninh Thuận hiện có 4 cây cầu treo tại 3 huyện Bắc Ái, Thuận Nam và Ninh Hải. Đây là những cây cầu treo dây võng một nhịp, có trọng tải thiết kế từ 50 đến 100kg trên 1 mét vuông. Những cây cầu này đều có tuổi thọ từ 10 đến 20 năm. Nếu không sớm có sự đầu tư gia cố, sửa chữa hoặc thay thế, thì người dân luôn nơm nớp lo âu khi qua lại trên những chiếc cầu treo này. Bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.